hé lộ thời gian và địa điểm tổ chức đám cưới của Khởi My Kevin Khánh. Đám cưới của Khởi My và Kevin Khánh sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm lẫn tò mò từ dư luận. Mới đây, Khởi My và Kevin Khánh tiếp tục thu hút mọi sự chú ý của khán giả khi công khai thiệp cưới được gửi tới bạn bè thân thiết. Trên trang cá nhân Instagram, Khởi My đăng tải một phần thiệp cưới được thiết kế khá đơn giản. Có in hình ảnh của cặp đôi khiến người hâm mộ càng nóng lòng chờ đợi ngày hôn lễ chính thức diễn ra. Mặc dù đến hiện tại Khởi My Kevin Khánh chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về đám cưới. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết, lễ cưới sẽ được diễn ra vào ngày 24 tháng 11 tới tại một địa điểm sang trọng tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tiệc được bảo vệ nghiêm ngặt và rất khó để truyền thông tiếp cận cũng như giới hạn khách mời tham dự để tạo không gian riêng tư và thân mật. Đám cưới của Khởi My và Kevin Khánh sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 tới tại một địa điểm sang trọng ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Thiệp cưới của cặp đôi đã được gửi tới bạn bè thân thiết từ ngày 2 tháng 10. Khởi My và Kevin Khánh là cặp đôi chị em được yêu mến nhất hiện nay cùng với số lượng người hâm mộ thuộc hàng khủng của Vbiz. Cuối tháng 4 vừa qua, việc công khai đính hôn của cặp đôi khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Sau thời gian dài yêu nhau, họ đã về chung một nhà. Trước đây, Kevin Khánh và Khởi My từng nhiều lần vướng phải tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, cặp đôi chưa từng lên tiếng khẳng định mối quan hệ ở trên mức tình đồng nghiệp. Không chỉ thường xuyên đồng hành trong công việc hay các sự kiện giải trí, cả hai còn cực thân thiết và gắn bó ngoài đời. Đầu tháng 5 vừa qua, cặp đôi đã cùng nhau đi thử trang phục cưới và chụp ảnh cưới. Hiện tại, mọi khâu chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới đã được Khởi My Kevin Khánh hoàn tất. Kevin Khánh và Khởi My âm thầm tổ chức lễ đính hôn vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, khiến cả showbiz Việt dậy sóng. Sau đám hỏi một tuần, cặp đôi đã cùng nhau đi thử trang phục cưới. Cặp đôi đưa nhau sang Hàn Quốc chụp ảnh cưới. Dù bận rộn với các dự án cá nhân, nhưng Kevin Khánh Khởi My vẫn luôn xuất hiện cùng nhau tại tất cả các sự kiện. Là cặp tiên đồng ngọc nữ của showbiz Việt, nên đám cưới của nữ ca sĩ Khởi My và chồng Kevin Khánh, cựu thành viên nhóm nhạc La Thăng, đang được các fan quan tâm mong ngóng từng ngày. Tháng 4 năm nay, lễ đám hỏi của Kevin Khánh và Khởi My diễn ra khiến mọi người bất ngờ và thích thú. Từ đó, những thông tin về đám cưới của cặp đôi cũng được tìm hiểu nhiều hơn. Mới đây, theo một số thông tin nhận được thì vào tháng 11 năm nay, đám cưới của Joy và chồng sẽ chính thức được diễn ra. Fan chụp được ảnh Michael Jackson, lời đồn vẫn còn sống là sự thật. Mất công đồn đoán gần 10 năm nay, một fan vừa đăng bức ảnh mới chụp được lên mạng xã hội khiến cả thế giới tá hỏa. Nói về sự qua đời của huyền thoại âm nhạc Michael Jackson, cho đến nay đã được 8 năm, nhưng khán giả khắp nơi trên thế giới vẫn đang băn khoăn đi tìm câu trả lời chính xác nhất. Bởi sau khi ông qua đời, đã rất nhiều lần báo chí đưa tin về nghi án Michael Jackson vẫn còn sống, khiến độc giả và những người yêu mến nam danh ca này tò mò. Mới đây, cô gái 21 tuổi người Mỹ, Lourdes, đã khiến cả giới mạng tò mò khi cô đăng tải bức ảnh của một người đàn ông có ngoại hình giống Michael Jackson đến 99% và nói rằng đó là người đàn ông của cô trên Twitter. Có thể thấy các đường nét trên gương mặt đều giống, mái tóc cũng na ná, riêng có làn da là mịn màng và nhìn trẻ trung hơn hẳn. Lourdes đăng ảnh lên Twitter và nói rằng đây là người đàn ông của cô. Người đàn ông có ngoại hình giống Michael Jackson đến 99%. Hình ảnh so sánh khiến nhiều người choáng váng. Sau khi hốt hoảng, ngạc nhiên tột độ, dân mạng ráo riết truy lùng danh tính thì được biết, người này là Sanzo, một nhạc sĩ người Tây Ban Nha. Nhạc sĩ này ăn mặc và trang điểm giống Michael Jackson. Anh đã đi khắp nơi trên thế giới để biểu diễn lại những ca khúc cũng như điệu nhảy nổi tiếng của ông hoàng nhạc pop. Hóa ra đây chính là nhạc sĩ người Tây Ban Nha Sanzo. Người này đi nhiều nơi trên thế giới để trình bày các ca khúc của Michael Jackson, ngoài ra ăn mặc và trang điểm cũng giống. Nói về cái chết của Michael, thời điểm đó siêu sao nhạc pop đang gặp rắc rối lớn về vấn đề tài chính với những món nợ khổng lồ. Nhiều người cho rằng Michael Jackson đã ngụy tạo ra vụ thảm kịch để làm cắt đuôi mọi rắc rối. Cái chết thực ra chỉ là một màn kịch hòng che mắt thiên hạ. Nhiều hình ảnh được chụp phân tích và cho rằng đó chính là Michael Jackson. Ông chưa hề qua đời, đây là hình ảnh được cho là của Jackson trong chính buổi tưởng niệm của mình. Ông vua nhạc pop bước xuống xe ở tầng hầm. Trong giấy chứng tử của Michael Jackson không có chữ ký của bác sĩ. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng bác sĩ Connor đã từ chối ký tên vì Jackson chưa hề qua đời. Xe cứu thương được che kín mít. Tuy nhiên, lại xuất hiện hình của nam danh ca rất rõ mặt, liệu có gì uẩn khúc ở đây? Nhiều người cho rằng nam danh ca luôn cải trang mỗi khi ra ngoài.
tất cả các hình ảnh được cho là của anh đều được ngụy trang rất kỹ. Nhiều người tin rằng Jackson đang sống và du ngoạn khắp thế giới. Có người còn đưa ra phân tích rất kỹ. Tuy vậy, tất cả những điều trên chỉ là suy luận và đồn đoán. Sự thật như thế nào vẫn chưa rõ và mãi là một dấu hỏi lớn. Căn bệnh hiếm và cái nắm tay định mệnh của cha con diễn viên Quốc Tuấn. Mấy ngày qua trên mạng đã chia sẻ clip về cha con đạo diễn viên Quốc Tuấn với hành trình chữa bệnh 15 năm, để lại cảm xúc cho hàng triệu khán giả. Cái nắm tay đầu đời và nghị lực của hai cha con, ít ai biết được rằng đằng sau cuộc chiến của diễn viên Phát Tù và Hàng Tổng lại là chuỗi ngày cùng con tìm lại cuộc sống. Diễn viên Quốc Tuấn tâm sự, anh lập gia đình muộn, năm 40 tuổi anh mới cưới vợ và khi vợ mang bầu, hai vợ chồng anh đã rất vui. Niềm vui nhân lên nhiều lần khi anh biết mình sắp có con trai và thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường. Cho đến khi vợ của diễn viên Quốc Tuấn sinh bé bơm bằng sinh mổ và anh được bác sĩ giao con thì anh chết lặng khi con mình hoàn toàn không bình thường như những đứa trẻ khác. Cháu bé mang phải căn bệnh hiếm gặp là hội chứng Apert. Bệnh xương cứng sớm cục bộ và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, tỷ lệ 1 trên 160.000 người. Diễn viên Quốc Tuấn chia sẻ, lúc đó anh đã sốc và điếng người đi 30 phút. Ngày hôm sau anh định thần lại, vào thăm con. Anh cảm nhận con cầm chặt tay anh không rời. Từ giây phút đó anh đã tự nhủ, sẽ hy sinh tất cả để con trở về đứa bé bình thường. Cuộc sống không dễ dàng khi bé bị hẹp đường thở và đây là bệnh đa dị dạng trên gia đình anh, thường xuyên nhập hộ khẩu trong Bệnh viện Nhi Trung ương. Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương tâm sự, gần 15 năm trước khi ông biết câu chuyện của con trai diễn viên Quốc Tuấn, ông vốn yêu quý chàng diễn viên bộ phim Những Người Sống Quanh Tôi, nên biết hoàn cảnh của anh. Ông đã cố gắng tìm về bệnh này, nhưng đây là dị tật vô cùng hiếm gặp, thậm chí qua tài liệu, bạn bè trong giới trên cả thế giới này, cũng chỉ có số ít bác sĩ là có thể phẫu thuật được cho bé bơm. Giáo sư Liêm cố gắng bằng mối quan hệ qua đồng nghiệp ở nước ngoài, làm cầu nối, giúp bé bơm đến được với các chuyên gia phẫu thuật được bệnh của bé. Ông bắt đầu kết nối bạn bè của ông ở các nước trên thế giới. Giáo sư Liêm nhớ lúc ấy số người có thể phẫu thuật được cho bé bơm chỉ đếm trên đầu ngón tay và chi phí phẫu thuật điều trị sẽ vô cùng tốn kém. Giáo sư Liêm hỏi bạn bè và được giới thiệu được một bác sĩ tạo hình người Mỹ, nhưng bác sĩ này lại làm việc ở Úc, đó là giáo sư John Mueller ở Bệnh viện Hoàng gia Úc và có tài trợ viện phí để bơm được đến Úc phẫu thuật. Gia đình diễn viên Quốc Tuấn sang Úc phẫu thuật lần thứ nhất, sau đó về Việt Nam thì không sang được nữa vì bị bác sĩ kia về Mỹ. Dị tật của bé bơm phải cần rất nhiều ca phẫu thuật và chi phí tốn kém. Đến năm 2008, tình cờ có một đoàn bác sĩ phẫu thuật Hàn Quốc cùng một đoàn bác sĩ ở bệnh viện thuộc trường Đại học Sonser, Seoul đang khám bệnh từ thiện ở Việt Nam. Bé bơm lúc này phải thực hiện phẫu thuật tạo hình, lấy cơ hội của bé đến. Giáo sư Liêm lại kể về câu chuyện của bé bơm cho đoàn chuyên gia của Hàn Quốc và phía bên Hàn Quốc đã đồng ý điều trị cho bé bơm. Một tháng sau, gia đình bé bơm được sang Hàn Quốc phẫu thuật nhưng chi phí rất tốn kém. Căn bệnh cực hiếm, giáo sư Liêm kể trong đời ông chỉ gặp một hay hai cháu mắc bệnh như bé bơm và bé đều qua đời vì bị hẹp đường thở không thở được. Nhưng khi gặp cha con diễn viên Quốc Tuấn với niềm tin của bố, cháu bé là con sẽ chữa được bệnh nên ông đã tìm mọi cách để kết nối giúp bố con bé bơm. Tại Việt Nam đã thực hiện được các phẫu thuật tách khớp sọ bẩm sinh, nhưng phẫu thuật hợp sọ cho trẻ mắc hội chứng Apert thì chưa thực hiện được vì trẻ mắc hội chứng này thường bị đa dị tật kèm theo nhiều chứng bệnh. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi quy tụ được những bác sĩ đầu ngành của nhiều chuyên khoa cùng hợp tác thực hiện. Giáo sư Liêm cho biết, thấy nghị lực của gia đình diễn viên Quốc Tuấn nên lúc nào ông cũng muốn tìm cách giới thiệu các chuyên gia hàng đầu cho bé bơm. Thật may mắn, sau 15 năm chiến đấu bệnh tật, bé bơm đã khỏe mạnh và sẽ phát triển hoàn thiện như một người bình thường. Đây là cơ duyên của bé khi tiếp cận được các chuyên gia và cũng là nỗ lực không ngừng nghỉ của cha mẹ cháu bé. Hội chứng này xuất hiện là do sự biến đổi trong tinh dịch. Sự biến chuyển này ngăn chặn sự phát triển của đầu óc, khiến các ngón chân và ngón tay dính liền vào nhau và kích thích sự phân chia chuỗi tế bào hình thành nên tinh dịch. Cứ 70.000 trẻ thì có một trẻ mắc bệnh chứng AB bẩm sinh. Sự thay đổi ADN xuất hiện trên một gen đơn lẻ trên nhiễm sắc thể của 10 đứa bé và có liên quan mật thiết đến tuổi của người cha. Hội chứng này khiến cho cơ thể đứa bé còi cọc và dẫn đến tình trạng thiếu phát triển sụn. Theo đó, các cơ quan hoặc bộ phận mềm vẫn phát triển bình thường nhưng xương thì không hề phát triển.
Những trẻ mắc phải hội chứng Albert có hộp sọ liền khối, xương sọ không phát triển và cản trở quá trình lớn lên của não bộ. Nếu không được nâng sọ kịp thời, bệnh nhi sẽ rơi vào tình huống bi thảm khi não lớn mà không có diện tích để phát triển. Ngoài ra, hội chứng Albert cũng kéo theo tình trạng ngón tay và ngón chân của bé dính liền nhau. Việc tách những ngón tay, ngón chân này cũng mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Đặc biệt, các bé bị bệnh này còn bị hẹp đường thở nên thường xuyên viêm phổi. Nếu không được điều trị, các cháu sẽ nguy hiểm tính mạng do hẹp đường thở.